chút kinh nghiệm của bản thân em và em đưa ra cái nhận định bằng cá nhân em thôi. Thì các bác nào theo dõi kênh của em đợt vừa rồi rất là lâu ấy, thì các bác cũng biết là em hướng dẫn các bác đầu tư vào những mặt bông mà ổn định thị trường ấy, từ trước đến giờ thì cũng chưa có cái video nào sai và giúp các bác đầu tư rất là tốt và có thể làm được kinh tế, và chưa bao giờ những cái bông đấy nó bị lao dốc xuống giá, trừ khi là thị trường nó xuống giá chung thì những bông đấy nó mới xuống giá. Còn không có chuyện là những cái bông mà em hướng dẫn các bác ấy nó chỉ gọi là hiệu ứng một lúc nào đó thôi, không giống những cái bông từ trước giờ mấy cái các vườn lớn là vườn rồi ấy, họ làm những mặt bông mà nó cảm thấy nó rất là buồn cười. Chỉ khổ những các bác mới chơi, các bác không hiểu gì lao vào những mặt bông đấy thì ảnh hưởng rất là nhiều, nó chỉ được một thời gian rất là ngắn thôi, xong bắt đầu đăng bán không ai mua, giá nó tụt dốc rất là khổ. Trong khi đó những cây mà em hướng dẫn các bác ấy lúc nào nó lên cao, thì đợt này nó xuống thì là xuống chung rồi các bác ạ, thì đâm ra là mình không tránh khỏi được. Nên bác không có gì là phải lo lắng cả. Còn đối với cá nhân em ấy thì em khẳng định luôn là cái đợt Covid này kiểu gì khống chế xong thì cái thông thương trở lại và giá lan bắt đầu nó sẽ lên rất là cao. Đấy là cá nhân em. Nhưng mà cao đến cái mức như nào thì là em không biết. Em chỉ mong nó cao ở mức vừa phải thôi, không cao quá như đợt mấy tháng đợt vừa rồi. Thì vì sao mà em lại khẳng định là Covid khống chế xong thì nó lại cao, thì bây giờ em sẽ cùng với các bác trao đổi, nó tìm hiểu sâu về hơn một chút để cho chúng ta cùng hiểu. Khi Covid nó khống chế xong thì thông thương nó quay trở lại, thì đồng nghĩa với việc là tất cả những cái sự kiện giao dịch lan người đợt này người ta sẽ làm rất là nhiều. Như đợt vừa rồi ấy, mà chưa Covid ấy, trong Nam ấy, ngoài Bắc ấy, có rất nhiều cái sự kiện to giao dịch cây mà họ tổ chức rồi, nhưng về sau vướng cái Covid ấy, họ lại phải dừng lại. Cái thị trường Nam nó buồn cười, nó không như cái thị trường khác các bác ạ. Các bác có giao dịch cái gì ấy, các bác phải đăng lên Facebook để cho mọi người biết. Nó phải, nói chung là đại khái là mình phải làm ầm ĩ lên một chút. Nghĩa là khi người giao dịch ấy, người ta tổ chức sự kiện, người ta giao dịch những cây ấy, người ta phải làm ầm ĩ lên Facebook, người ta tạo sự kiện ấy, để cho cái hiệu ứng đám đông nó lên, khởi sắc lên. Thì khi Covid xong nhá, thì có phải là tất cả những sự kiện to người ta đều tổ chức, người ta ầm ĩ bốt lên hết lên Facebook, hoặc là hết những người xung quanh làm cái hiệu ứng đám đông, họ thấy là cái thị trường nan giao dịch rất là tốt. Thì đồng nghĩa với việc là cái thị trường nó sẽ nóng và ấm lên. Thị trường nóng và ấm lên ở đây ấy, nó phụ thuộc vào thêm một cái yếu tố nữa, đó là cái yếu tố của những cái đội đi chợ. Ở đội đi chợ đây là hay người ta còn gọi là cái đội sàng cây. Thì thị trường nó phải thông thương trở lại cơ, Covid khống chế cơ, xong rồi giao dịch sự kiện thật nhiều thì đội đi chợ bắt đầu họ cũng dục dịch họ vào. Ngày xưa em cũng là một trong những người đi chợ, nhưng mà bây giờ em dừng là em tập trung nuôi cây rồi. Đi chợ ở đây nghĩa là gì? Khi em mua một thấy một cái chậu em số vốn ít ỏi, em tập trung 4 đến 5 anh em hay người ta gọi là công ty đấy. Mình mua một cái chậu bạch tuyết 1 tỷ về, xong mình chỉ chăm khoảng 1-2 tuần thôi, mình thấy nó có lãi đến 50, 100 hoặc 200 mình sẽ bán luôn, xong bán cho cái đội đi chợ khác nó lại thấy có được cái giá cao ấy, hơn một chút so với lúc em bán cho họ, họ sẽ lại bán luôn. Thế là đâm ra nó thành một cái vòng tuần hoàn, nghĩa là cứ phải người này có giá cao thì bán cho người kia có giá cao thì bán cho người kia, đâm ra là nó cái đội đi chợ nó rất là tác động tốt vào cái thị trường nan. Để thị trường nan lên giá thì đợt vừa rồi giá nan nó cao đến mức độ kinh khủng như vậy, thì đến 90% đến 80% là do đội đi chợ, phụ thuộc vào đội đi chợ. Đấy, cũng phải đến 80% đấy. Tại đội đi chợ họ cứ giao dịch liên tục, ai người ta bán cây thì bắt đầu họ mua vào để họ om vào, xong họ chuẩn bị bán, thì giúp cho cái thị trường nó trong cái vòng tuần hoàn rất là nóng. Đấy, thì nó phụ thuộc vào cả cái tổ chức sự kiện thông thương trở lại và đội đi chợ. Nhưng mà nhá, cái tổ chức sự kiện cũng không nên làm lố quá các bạn. Nếu làm lố quá thì thành dở, nó sẽ phản ứng lại cái hiệu ứng tốt như đợt vừa rồi các bác thấy không? Có những một số anh làm lố quá, thế là giúp báo chí người ta nhảy vào, nó soi mói, nó đã ghét cái thị trường lan sẵn từ trước đến giờ rồi. Nếu bác theo chơi lan lâu ấy, năm nào ấy cũng có cái bản tin VTV1 nhảy vào nói về thị trường lan. Năm nay thì các bác mới chơi, các bác thấy là VTV1 đưa lên nói thế này nói kia các bác sợ. Nhưng năm ngoái thị trường lan cũng bị VTV1 đập cho mấy bản tin rồi, nhưng mà không sao các bác, qua thời gian đấy lan nó lại lên bình thường. Nhưng năm nay nó đen ở cái là vừa bị VTV1 cũng nhảy vào, xong lại bị cái Covid nữa, thế đâm ra nó hơi xuống một chút, xuống thời gian nó cũng hơi gọi là bình thường thôi. Nhưng mà đợt này khống chế Covid xong nhá, đợt vừa rồi cái bản tin VT1 đưa lên lại nói có một cái gì đó, cái mặt nó cũng khá là tích cực về cái ngành nan. Đợt vừa rồi mới cách đây một tuần này, VT1 lại đưa bản tin về nói về ngành nan va rất là tốt, mà bên ở dưới cùng họ bên sau họ còn nói là hy vọng sẽ giúp cái ngành nan này phát triển gì nhỉ, cung cấp ra bên ngoài lãnh thổ Việt Nam đấy. Đấy, các bác xem lại cái bản tin VT1 vừa rồi có trên YouTube đấy. Thì đấy, thì giao dịch lên cũng không nên làm lố quá. Còn những cái vụ giao dịch cây ấy, nhiều các bác không hiểu, các bác sẽ nói là gì nhỉ, là mấy thằng này làm lố, nhưng thật ra không phải làm lố đâu các bác ạ. Ví dụ nhá, họ giao dịch một cây 15 tỷ thì họ sẽ đăng và họ tổ chức sự kiện, họ sẽ đăng trên phông là họ sẽ nói cây đấy là giá trị lên 16 tỷ hoặc 18 tỷ hoặc 20 tỷ, nghĩa là họ giao dịch thật là trao đổi với nhau là 15 tỷ, nhưng mà họ cứ phải làm lố lên 1-2 tỷ hoặc là 4-5 tỷ để họ cho cái bông đấy nó, những người ta chưa có, người ta nghĩ bông đấy nó
rất là cao lên một chút, quá cái mức mà họ giao dịch để họ giữ cái giá cây của họ đấy. Chứ còn không có chuyện là họ giao dịch 5 tỷ mà họ đăng lên sự kiện là 15 tỷ thì cái trường hợp đấy em khẳng định luôn là rất là ít, không bao giờ có các bạn. Làm lố như vậy thật sự là người chơi, người ai người ta cũng hiểu mà. Như bản thân em cũng thế. Cái thị trường nó đang như này, ông làm lố ví dụ cây bạch tuyết nó đang 100-200 triệu một sen, mà ông làm lố lên khoảng thêm khoảng ví dụ một bụi to khoảng tầm 10 tỷ, ông làm lố lên 1-2 tỷ thì ok người ta còn chấp nhận được. Nhưng mà ông làm lố lên khoảng tầm 4-5 tỷ như bọn em nhìn mà em đã biết ngay làm sao có chuyện như thế được, thì làm lố rất là lố, người ta sẽ lói cho. Thế đâm ra là không ai người ta dám làm lố đến mức quá cao đâu các bác ạ. Người ta chỉ làm lố thêm vài tỷ thôi để người ta giữ lại cái giá trị cây đấy, nó không bị tụt xuống. Đấy là cách mà người ta tổ chức sự kiện đấy. Mà các bác phải thấy lần này Covid rất là căng. Em thấy tất cả các nơi đều cấm hết các quán ăn, quán xá, cà phê, các thứ linh tinh. Thế như mọi lần, mọi năm ấy, các bác thấy Covid cấm như thế, bắt đầu là không các ngành nghề làm ăn gì được. Người ta lại thấy trên lan, trên báo chí, Facebook rầm rộ giao dịch lên. Anh em, bạn bè xung quanh kiếm tiền rất là dễ từ lan. Đấy là sự thật. Thế bắt đầu các ngành nghề lại không làm ăn được gì, lại đổ xô vào lan. Nó giống như những cái năm lần trước. Thế đâm ra là dẫn đến cái thị trường lan nó lại sôi động trở lại. Cứ Covid xong ấy, khống chế là bao nhiêu năm nay, 1-2 năm nay lúc nào ông lan nó cũng bắt đầu sôi động, nó dậm dịch trở lại. Thế đâm ra là đến cái bản thân em tin vào đến 80-90% đợt này thị trường lan nó sẽ sôi động trở lại rất là căng. Nhưng em chỉ mong là nó nóng vừa vừa thôi, để cho các bác mới chơi các bác có thể chịu được nhiệt, để không đi vào cái vết xe đổ của đợt vừa rồi ấy. Những bác mới chơi không hiểu gì về cây, đầu tư vào những cây mà những anh lớn anh làm thị trường rất là dở. Thế đâm ra là em chỉ khuyên các bác là các bác nên cố gắng có cây thì nên giữ lại. Còn đối với những cái bác nào ấy mà chưa có cây, nếu mà các bác có suy nghĩ như này này, không muốn làm kinh tế từ lan thì ok, các bác bỏ qua. Kể cả giá rẻ hay giá đắt các bác cũng không đầu tư, các bác bỏ qua. Nhưng mà đối với các bác nào nhé, có suy nghĩ mà đầu tư vào lan thì em khuyên các bác cái thời điểm này là thời điểm vàng. Các bác có thể đợi một chút, một thời gian nữa nó có thể xuống giá một cũng được. Hoặc là em không biết nó có xuống nữa hay không, cái đấy thì em không biết. Hay là nó chỉ trước đến tầm này thôi. Nhưng các bác nên đầu tư vào cái thời điểm này cho em. Nếu mà các bác đã có cái suy nghĩ làm kinh tế từ lan, em thật sự khuyên các bác bằng cả một cái tấm lòng luôn đấy, chứ không phải là nói gì đâu. Các bác có bao giờ đặt cái dấu hỏi là vì sao các bác cứ đợi cái giá lan cao lên, các bác mới bắt đầu các bác nhao vào không? Các bác không có bao giờ đặt dấu hỏi như thế không? Đấy là thật sự là một cái lòng tham. Ví dụ mình không muốn đầu tư vào lan đâu, nhưng mà khi mình thấy cái giá lan nó ầm ĩ sôi động như đợt vừa rồi ấy, bắt đầu giá nó lên rất là ngưỡng rồi, bắt đầu cái đi bán xe, bán đất, bán các thứ linh tinh đầu tư vào lan, nó rất là dở. Nếu mà mình đã có một chút gì đó gọi là đầu tư vào lan thì các bác nên đầu tư vào cái thời điểm này. Đối với cá nhân em như mấy lần, 2-3 lần trước ấy, khi đi cái thị trường đợt đấy là nó còn cấm cách ly từng cái khu vực cơ, từng phường này qua phường khác cơ, từng thành phố tỉnh này qua thành phố tỉnh khác cơ, mà bao nhiêu các bác cái thời gian đấy mới đầu Covid sợ lắm, bao nhiêu các bác sợ ảnh hưởng đến thị trường lan, nào ra bán kinh khủng luôn. Mà em nhớ cái thời điểm đấy hình như là bán ra mà bạch tuyết có 20 triệu một sen hay sao ấy, đúng rồi. Mà em lại có cái suy nghĩ khác hoàn toàn với mọi người sợ, nhưng mà bản thân em lại đi, em thấy lúc đấy là cái thời gian nó rất là rẻ, em lại đi vay vào, em vay lãi vào, em đi mua bạch tuyết rất là nhiều. Thì cái suy nghĩ của em, suy nghĩ của các bác hoàn toàn khác nhau. Thì em mua vào cái thời gian nó rất là thấp đấy, đấy cuối cùng em cũng đã có một cái chút gì đó gọi là thành quả trong thời gian đấy. Thì ở đây cái suy nghĩ của mình ấy, mình phải lên quyết đoán, lên liều lĩnh một chút các bác ạ. Mình phải mua vào cái thời điểm mà nó đang rất là hợp lý, rẻ ra nếu mình xác định làm kinh tế thì mình mới có thành công được. Chứ còn nếu mà nó đã lên rất là cao rồi thì làm sao mà mình mua vào thời điểm cao đấy nữa, thì mình làm gì còn được ăn cái gì nữa. Mình chỉ được ăn mỗi cái là đợi trăm cây lớn ra thôi. Mà đợi trăm cây lớn ra thì cũng phải mất vài tháng, 1-2 tháng. Thì 1-2 tháng đấy, như các bác thấy không, 1-2 tháng cái lúc dính vào cái thị trường đen cái là nó lại xuống cái, có phải là các bác dở không? Tại các bác mua thời điểm rất là ngưỡng cao rồi, thì bác giờ cho bác chỉ đợi cây nó lớn ra thì các bác mới có lãi thôi. Thì chẳng may là bị đấy, chẳng may đen như thị trường ấy, chẳng may nó bị ảnh hưởng đến cái vụ thuế má vừa rồi, Covid vừa rồi ấy, nó lao xuống, phải các bác chết dở không? Thế thì tại sao các bác không mua ngay cái lúc thời gian nó đang rẻ như này, thì mua lúc thời gian nó đang trứng ở cái mức đỉnh điểm như này thì các bác mới mong làm được kinh tế, nó mới lợi nhuận lên cao được. Đợt vừa rồi em rất là nhiều khách hàng người ta mua cây, có thể các bác có thể không bán được cây đâu, nhưng mà bản thân em vẫn bán được nhiều lắm, em bán được kinh khủng luôn đấy. Nhưng mà em bán ở đây là không thể bán được những chậu to. Những chậu to thì cái đợt vừa nóng vừa rồi thì là em bán những cái chậu vài tỷ, có thể bán những chậu 12 tỷ, những chậu bạch tuyết của em ấy. Nhưng mà đợt vừa rồi em chỉ bán được những kỳ thôi. Kỳ chia sẻ cho các bác, nhưng có cái kỳ vài tỷ, có cái kỳ hơn 1 tỷ, có những kỳ 4-500, 6-700 kỳ bạch tuyết ấy, thì bán rất là nhiều. Còn những kỳ hồng nguyên thủy, hồng mỹ nhân, hồng hậu, hồng minh châu thì em nói là không đếm xuể được, tại vì bây giờ đến nỗi là không còn ra đủ để mà bán. Còn những cái HO Phú Thọ ấy, thì Phú Thọ đợt vừa rồi em không bán, nhưng mà HO đợt vừa rồi thì em đăng 10 chậu thì là bán được có
hai chậu thôi thì lại có thể là em đăng cái giá cao quá, nhưng mà nếu mà đăng ra giá nó thấp hơn một chút thì khả năng là bán được. Thế nên em chỉ khuyên các bác là những cái thời điểm nó càng thấp thì các bác càng nên đầu tư cho em nếu các bác muốn làm kinh tế từ lan, chứ còn cứ đợi nó cao lo lắm quá thì đầu tư làm gì. Thì mà qua cái video này em chỉ khuyên những các bác như này, những các bác mới chơi ấy, các bác xem video của em thì em khuyên các bác như này: các bác muốn đầu tư vào một cây lan, bác phải tìm hiểu thật kỹ và đầu tư vào những cây thị phần, những cây mà nó đã khẳng định tên tuổi, những em chơi lâu năm người ta đã khuyên các bác. Chứ bác đừng đầu tư vào nghe quân tai, nghe bằng tai, các bác đầu tư vào những cây vớ vẩn, đừng đầu tư vào những cây mà những canh lớn hay canh làm giá vào các bác ạ. Các bác phải tỉnh táo vào, các bác đừng có suy nghĩ là ui giời đầu tư vào cây này nó đang rất là nhiều rồi, anh có rồi thì đầu tư làm gì. Các bác phải tìm ra một cái hướng đi mới, hoàn toàn là sai các bác ạ, cái đấy là sai kinh khủng luôn. Em có bao nhiêu người bạn, bao nhiêu người mà vườn cũng ở đây cũng đi tìm những hướng đi mới của mình ấy, nhưng mà cái hướng đi mới của mình toàn đi vào hướng ngõ cụt thôi, phải đi vào hướng của những anh em người ta đã đi thành công rồi thì mình đi vào hướng như thế. Đầu tư vào những cây mà thị phần nó khẳng định được rồi thì có phải là đấy. Ví dụ các bác nhìn những cây Thảo Nguyên 2, những cây mà Khoa Khôi Quế Phong ấy, cái thời gian nan những cây khác nó đang lên rất là giá cao rồi, những bông đấy thổi giá lên ấy, 1-2 tháng nó xuống, nhưng mà những bông kia nó vẫn lên bình thường. Thì em chỉ khuyên các bác là đầu tư vào những cái bông mà đã khẳng định được tên tuổi rồi, cứ như thế mà làm, các bác không phải lo là nó đã nhiều rồi đâu. Thật ra ấy, những cây mà nó đang có trên thị trường nó làm sao mà đủ nhiều cung cấp cho được những người chơi lan bây giờ. Người chơi lan bây giờ nó đông như nào các bác có biết không? Thế ra các bác đừng lo lắng những vấn đề đấy nhé các bác nhé. Mà đợt này cái dấu hiệu thị trường lan nó khởi sắc rất là nhiều. Trong cái tuần vừa rồi em giao dịch được cho các rất là nhiều bác, mà trong đó có những cái người có một số đội đi chợ bắt đầu họ dục dịch, họ mua kỳ của em, họ đi sàng rồi. Đấy là một cái dấu hiệu rất tốt cho cái thị trường lan. Không phải em nói ở đây là nói về một cái khía cạnh để kích động các bác hay là động viên các bác đâu, nhưng mà thực sự là như thế. Vừa rồi em giao dịch cũng có rất là nhiều khách mua, mà mua ở đây là vì sao em thấy nó hiệu ứng tốt, là vì có một số đi chợ đã mua của em rất là nhiều. Còn những cái bác mới chơi với những cái bác đầu tư và mua của em thì thôi em không kể, tại những bác như thế thì nhiều lắm. Có những chú, những bác ấy không có nhà vườn này, không có cách tương tác để bán cây này, thì là đồng hành cùng em. Thì là vừa rồi em cũng chia sẻ cho một số người những cổ phần, những chậu Bạch Tuyết của em, hoặc là những chậu cổ phần, những chậu Kỳ Hồng Minh Châu hay Kỳ Hồng Á Hậu. Tại vì như họ, thứ nhất là họ không có vốn, hoặc là họ có vốn nhưng mà họ không có cái thời gian chăm sóc cây và họ không bán được cây. Thì ở đây em sẽ chia sẻ những cái cổ phần, những chậu như thế để họ vào, họ làm kinh tế cùng em. Ví dụ như họ đầu tư vào, sau này em sẽ chăm sóc cây, em bán cây, thì nó cũng là một cái cách giúp các bác làm kinh tế đấy. Thì là cũng được mặt cả hai bên chứ không phải là riêng gì các bác. Đấy là em cũng nói thẳng quan điểm của em như vậy. Ví dụ như em bán một chậu Bạch Tuyết 2 tỷ thì bác đầu tư 50% là 1 tỷ, là làm cùng kinh tế cùng em. Và khi em bán cây ra đấy thì là cùng cái lợi nhuận, hai bên cùng có lợi. Đấy thì em cũng khuyên qua cái này, thì em khuyên các bác là các bác lên làm kinh tế. Như các bác nào mà chưa có cái vườn và chưa có sự tương tác, chưa biết chăm sóc cây, thì các bác muốn làm kinh tế các bác đi tìm một cái nhà vườn nó thật sự là uy tín nha các bác nhé, để các bác đầu tư vào, các bác đồng hành cùng người ta, và hàng tháng các bác bắt người ta là gửi cây cho các bác xem, để xem theo dõi cây có bị ảnh hưởng hay không. Và khi ví dụ như em nói những trường hợp đen nhất, ví dụ như cây thối cây hỏng, thì các bác phải bắt buộc nhà vườn đấy là phải có hình ảnh video cây thối cây hỏng, chứ không có chuyện mà cây thối cây hỏng lại nói là không có hình ảnh video thì hoàn toàn cũng được. Nhiều trường hợp bị dính như thế rồi, người ta làm ăn rất là mất uy tín, người ta nói cây tối cây hỏng nhưng thật ra không có video gì. Thế ví dụ người ta lấy người ta bán rồi thì mình biết làm sao được. Đấy, đâm ra khuyên các bác là muốn làm kinh tế thì không có nhà vườn và không có sự tương tác thì tìm những nhà vườn thực sự uy tín để đồng hành cùng người ta, để làm kinh tế, nhờ người ta giúp đỡ. Đấy là một cái cách làm kinh tế cũng rất là hiệu quả. Thêm ở đây nữa là có nhiều người cũng có hỏi em là cái thị trường lan này tồn tại được lâu không. Đối với cá nhân em nhé, đối với cá nhân em thôi, em đang nói trường hợp xấu nhất thì phải đến 4 đến 5 năm nữa mới có cái biến động về lan. Ở đây vì sao nói 4 đến 5 năm nữa biến động, mà em còn chưa thèm nói là nó có thể tồn tại rất là lâu hơn nữa. Thì mình cứ tính ở đây là 4 đến 5 năm nữa có biến động. Vì sao mình nói như thế? Bây giờ các bác phải hiểu nhé. Càng những cái vườn lớn ở đây là vườn lớn hơn em gấp 10 đến gấp 100 lần đấy, còn em chỉ là hạt cát thôi. Càng những cái vườn lớn họ càng sợ lan sập hơn em và các bác rất là nhiều. Nhiều các bác bây giờ có suy nghĩ như này: sao ví dụ vườn lớn với lại như vườn em về số 0 rồi lại mình lại sợ? Các bác có suy nghĩ là những cái vườn như thế về số 0 rồi thị trường lan nó có làm sao họ vẫn ung dung, nhưng hoàn toàn suy nghĩ đấy là sai các bác ạ. Càng những vườn lớn họ càng sợ lan sập, bác phải hiểu nhé. Như đợt vừa rồi những cái vườn lớn ấy họ kiếm từ bao nhiêu căn khách sạn này, bao nhiêu lô đất này, bao nhiêu cái siêu xe này. Có những cái nhà vườn ở đây nhé, vườn như các anh ở đây nhé, có những người ta mua đồng hồ ấy, em nói ra các bác lại bảo em nói dối, người ta như mua những cái đồng hồ 18 tỷ, 20 tỷ, đồng hồ Zig Zag Mule đấy,
họ kiếm từ lan họ mua đấy các bác ạ. Đấy là nhiều các nhà vườn, như các bác vào xem vườn anh Nguyễn Hủ Phúc Vinh này, vườn lan Út Hai Beo này, vườn lan Xuân Bình Phước này, đấy các bác vào xem ấy, họ mua bao nhiêu cái siêu xe, bao nhiêu cái đồng hồ. Anh Nguyễn Hồ Phương Vinh ấy mua cái đồng hồ Rick Chuck Mill với 40 mấy tỷ, giới hạn bao nhiêu cái trên thế giới ấy, toàn từ lan kiếm ra đấy. Các bác bảo ấy, họ ăn tiêu từ lan kinh khủng như vậy, họ làm sao để cái thị trường lan sập được? Em khẳng định luôn, khi thị trường lan nó đang kiếm cho họ quá là nhiều tiền, họ mua những cái xe mẹc MG 63 mười mấy tỷ, mua cái Bentley mười mấy tỷ. Có những cái anh Dũng Trang trên hội Trà Đá, anh cũng mua cái Rolls Royce 39 tỷ, đấy thuế má sóng hơn 40 tỷ. Thì em khuyên, em nói thật các bác nhé, càng thị trường càng những anh vượt to, càng càng không bao giờ muốn lan sập, em khẳng định luôn. Còn chưa kể những vượt to bao giờ ấy, họ cũng kéo cái nhóm lợi ích chung, họ cùng chống lưng cái thị trường lan này, không giờ để sập. Chưa kể là họ sẽ kéo anh em bạn bè này, họ hàng ruột thịt này, có thậm chí là cả bố mẹ đấy, họ vào cùng làm. Tại vì cái thị trường lan làm rất là tốt, họ tội gì mà họ không kéo anh em họ hàng bạn bè vào cùng làm. Cái thị trường làm sao, ảnh hưởng làm sao thì ảnh hưởng đến họ đầu tiên, em khẳng định luôn. Mình chỉ gọi là hạt cát trên sa mạc thôi các bạn ạ. Mình có ảnh hưởng một chút thì thật ra là so với bản thân mình ảnh hưởng một chút đối với mình ấy thì là cũng là quá là khổ rồi, nhưng mà so với các anh ấy nhá, ảnh hưởng như thế nó còn nhiều hơn rất là nhiều. Thế đâm ra ấy, thị trường lan này càng những ông to tay thì các ông không bao giờ muốn lan sập. Đại khái bây giờ các bác cứ tính như anh Chính Trương như đợt vừa rồi, với lại những các anh vừa nó lan to như đợt vừa rồi, nó ảnh hưởng rất là nhiều. Thế là đâm ra là các anh ấy cũng đã phải là mời họp những cái cuộc tọa đàm, và có những cái báo chí trao đổi họ rất là tích cực để họ làm trên cái làm cho cái thị trường lan nó bị không bị ảnh hưởng nhiều đấy. Mà đóng góp vào cái cộng đồng nhiều nhất ở cái thị trường lan này phải kể đến công của anh Chính Trương, anh làm rất là tốt. Cũng có những một số cái mà anh ấy thổi giá vào cái cây Khoa Khôi Quế Phong thì cây đấy thật sự là cũng ảnh hưởng rất là nhiều, không có gì gọi là tốt. Nhưng mà mình phải nói về cái mặt tích cực của anh Chính Trương, anh là một người đóng góp rất là nhiều vào cái thị trường lan này. Từ cái Covid anh bán những cây bướm đại ngàn, anh ủng hộ 11 tỷ. Xong đợt vừa rồi anh cũng lên thời sự, anh nói cái bản tin ấy, nói chung là anh làm rất là nhiều mặt tích cực về cái thị trường lan này. Mình cái đấy thì em và các bác phải ghi nhận. Thì em cũng có cái quan điểm là như thế, cái thị trường lan này nó tồn tại được rất là lâu, nếu mà không có cái gì nó ảnh hưởng tác động vào như chính quyền người ta cấm chẳng hạn thì cứ yên tâm mà làm các bác ạ, không gì phải sợ. Các bác nào mà chơi lan hoặc là theo dõi lan lâu, các bác phải biết là thị trường lan nó theo một cái biểu đồ hình sin, bao năm nay cũng thế rồi, nó lên nó lại xuống, nó lên nó lại xuống, đấy nó là quy luật. Như các bác đầu tư chứng khoán cũng thế, khi bác đầu tư vào một cái mã chứng khoán thì nó phải xuống xong nó mới lên, lên nó phải xuống. Thì lan nó cũng vậy, nó có lúc thăng lúc trầm, chứ bây giờ các bác quả nó cứ lên như đợt rồi 200 triệu một sen, nó lên mãi như vậy thì một lúc nào đó sẽ phải vỡ thị trường, em khẳng định luôn. Nó lên cao đến mức độ như vậy thì chết các bác ạ. Nó phải xuống đến mức nó lên nhá, lên đến 200 triệu một sen, xong nó phải xuống đến 50 triệu hoặc là xuống đến hơn một chút nữa thì sau đó nó ấm trở lại, nó lại lên cao được xong nó lại xuống, thì nó cứ lên một cái nốt thăng nốt trầm như vậy thì là thị trường lan nó tồn tại lâu được. Chứ còn cứ lên cao mãi thì em thật các bác là không ai chơi đâu. Thế đâm ra là qua video này cũng chỉ phân tích theo cái cá nhân và cái hiểu biết của em thôi, có thể nhiều các bác mà có cái suy nghĩ